Bộ sách giáo dục tính nhân văn cho trẻ từ 0 đến 9 tuổi. Tính nhân văn là điều nên được bồi đắp cho trẻ càng sớm càng tốt. Đối với trẻ nhỏ, đọc sách hay kể cho trẻ nghe những câu chuyện ý nghĩa là cách tốt nhất để dạy trẻ về điều này. Bộ sách tuyển tập những câu chuyện kể hay nhất thế giới gồm 2 tập, tuyển chọn những câu chuyện cổ tích kinh điển được hàng triệu trẻ em trên thế giới yêu thích như Bà Chúa Tuyết, Chàng Thổi Sáo Thành Hamelin, Bạn Thỏ Nhung, Hattie Pig. Cách các nhân vật trong truyện yêu thương, gắn bó, dũng cảm, kiên trì vượt qua khó khăn chắc chắn sẽ là những bài học tuyệt vời cho trẻ về tính nhân văn, lòng bao dung với thế giới xung quanh. Mỗi câu chuyện đều được kể lại với văn phong hiện đại, sinh động, lược đi các chi tiết không phù hợp, sẽ vừa mở ra thế giới phép màu diệu kỳ mà mọi em bé đều say mê. Những hình minh họa với nét vẽ dễ thương, màu sắc tuyệt đẹp cũng góp phần khiến trẻ thêm thích thú. Đây sẽ là bộ sách tuyệt vời để dạy trẻ những bài học giá trị về tính nhân văn. Tặng bé ngay mẹ nhé!